Liệu rằng bạn có đang bỏ lỡ những loại nước uống rất tuyệt vời từ tự nhiên giúp cho chúng ta có một làn da đẹp không? Từ những loại nguyên liệu từ trong thiên nhiên mà dường như nó quá đơn giản mà chúng ta hàng ngày chúng ta có thể bỏ quên đi mất. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Ngọc nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là những loại nước uống từ tự nhiên giúp chúng ta có một làn da khỏe, đẹp và sáng mịn. Và với chủ đề này thì bác sĩ Ngọc cũng sẽ chia ra làm hai phần nhé, để làm rõ cho các bạn. Phần đầu tiên là điểm mặt top 4 loại nước uống mà giúp chúng ta có một làn da khỏe đẹp. Và phần thứ hai đó là những cái chú ý khi mà dùng những loại nước uống từ trong tự nhiên như thế nào để cho thực sự hiệu quả. Và cũng như mọi lần thì bác sĩ Ngọc biết rằng là có đến 80% những bạn đến với kênh YouTube này là những bạn mới và lần đầu tiên biết đến bác sĩ Ngọc. Thì bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn là hãy tham gia vào trong group Skincare Khoa cùng bác sĩ Ngọc này, và hãy like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa. Ở hai cộng đồng này thì có rất là nhiều bạn hàng ngày đều chia sẻ những kiến thức làm đẹp của mình và có thể đặt câu hỏi để chúng ta sẽ cùng thảo luận và rất là hữu ích cho các bạn đấy. Và đi vào phần đầu tiên đó là điểm mặt 4 loại nước uống từ tự nhiên giúp chúng ta có một làn da khỏe đẹp. Và số 1 đứng hàng đầu, đố các bạn biết đó là gì đấy? Các bạn đoán xem, các bạn comment xuống bên dưới xem nào. Số 1 là gì nào? Số 1 đó chính là nước lọc. Đúng rồi, đó chính là nước lọc các bạn ạ. Bác sẽ có một cái bình nước thân thuộc mà đi cà phê, một lần đi cà phê mua về và ngày nào cũng cho khoảng 5-6 cái bình này và ngồi làm việc thỉnh thoảng bỏ ra hút hết lại đi lấy. Và nước lọc các bạn ạ, nước lọc chính là cái loại nước đầu tiên mà bác sĩ Ngọc khuyên các bạn là phải uống đều đặn hàng ngày, mỗi ngày từ 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày. Và bác sĩ Ngọc đã có hẳn một cái video nói về việc uống nước lọc nhé, giúp da chúng ta đẹp hơn như thế nào rồi, các bạn có thể xem trong đường link mô tả nhé. Và bác sĩ Ngọc sẽ nói lại ngắn gọn luôn là uống nước vừa tốt cho cơ thể, không nói làm gì rồi, nhưng mà đối với cả làn da thì nó giúp chúng ta có một làn da đủ ẩm hơn, khỏe hơn. Và cái việc uống nước thì tốt, rất là tốt cho da mụn nữa. Giống như là khi các bạn uống đủ nước thì da chúng ta căng hơn, ẩm hơn thì nó sẽ đỡ phải tiết nhiều dầu hơn này. Và ở trong lỗ chân lông, khi mà tuyến dầu đổ vào trong lỗ chân lông khi mà chúng ta uống đủ nước thì cũng sẽ không bị cô đặc dầu, và dầu nó sẽ dễ thoát ra bên ngoài hơn. Từ đó nó sẽ giảm cái nguy cơ bị bít tắc dầu ở trong lỗ chân lông. Vì thế cho nên các bạn đừng quên uống nước mỗi ngày nhé. Và một loại đồ uống thứ hai đó chính là trà xanh. Trà xanh các bạn ạ, ở trong trà xanh thì có chứa rất là nhiều EGCG, là một chất chống oxy hóa cũng rất là mạnh nữa. Và trà xanh thì còn được biết đến với công dụng là có thể giúp giảm viêm này, chống oxy hóa này, và có thể cân bằng hơn, làm sạch dầu hơn trong lỗ chân lông. Và mỗi sáng ngồi ban công mà được nhâm nhi một tách trà xanh thì các bạn hãy nghĩ xem, rất là tỉnh táo, rất là sảng khoái này, và ngoài ra thì còn rất là tốt cho da với rất là nhiều công dụng chống oxy hóa từ EGCG nữa. Tiếp theo, nhóm thứ ba là nhóm những loại nước uống mà có chứa nhiều vitamin C. Thì các bạn biết rằng là những cái họ cam, xanh, bưởi thì chứa rất nhiều vitamin C đúng không? Ngoài ra thì còn có cả ổi nữa. Ví dụ như là ở trong chanh thì 100g chanh thì sẽ có đến 29mg vitamin C này. Nhưng ở trong cam thì 100g cam thì sẽ có 40mg vitamin C. Ở trong bưởi thì 100g bưởi thì có 95mg vitamin C. Và ở trong ổi thì là cao nhất trong số đó là 100g ổi thì có đến 200mg vitamin C. Và ở video lần trước thì bác sĩ Ngọc cũng đã nói về những công dụng của vitamin C rất là tuyệt vời, chống oxy hóa này, làm sáng da hơn này, trị thâm này, chống lão hóa cho da này, kích thích tăng sinh collagen này. Ngoài ra thì còn giúp cho chúng ta bổ sung vitamin C đầy đủ thì giúp tăng sức bền thành mạch này, tăng sức đề kháng này, và tăng hấp thụ sắt khi mà đối với cả những đối tượng mà thiếu máu và thiếu sắt nữa. Và tất cả những loại nước ép, như nước ép cam, nước ép bưởi, nước ép ổi thì đều rất là thơm ngon và dễ uống đúng không? Ngoài ra đối với cả chanh thì các bạn có thể kết hợp với cả uống thêm mật ong nữa. Một cốc nước mật ong chanh thì rất là ngọt ngào, rất là thơm ngon, chua chua, thanh mát và kích thích tiêu hóa. Và ngoài ra thì giúp da chúng ta sáng và mịn hơn nếu như chúng ta giữ một thói quen bổ sung đều đặn ở trong tuần. Và nhóm thứ tư đó là nhóm loại quả mà chứa nhiều vitamin A. Thì nghe đến những cái loại quả mà chứa nhiều vitamin A thì chắc các bạn đã hình dung là nó phải có màu đỏ đúng không? Màu đỏ, màu cam đúng không? Đúng rồi. Và nhóm những thực phẩm chứa nhiều vitamin A thì sẽ có như là đu đủ này, như là dưa hấu này, cà rốt này, cà chua này. Đấy là đều là những loại quả chứa rất là nhiều vitamin A. Ngoài ra thì trong những loại quả này, ngoài vitamin A thì cũng có cả vitamin C nữa. Như là trong đu đủ thì có rất là nhiều vitamin A này, và vitamin C, vitamin E này. Trong cà rốt thì sẽ có cả vitamin A này, biotin này, kali này, B6 này. Trong cà chua thì có cả vitamin A và vitamin C. Trong dưa hấu cũng có cả vitamin A và vitamin C nữa. Nước ép đu đủ và nước ép dưa hấu thì rất là dễ uống đúng không? Rất là thơm, ngon, ngọt, dễ uống rồi. Còn nước ép cà rốt này và nước ép cà chua thì thường là sẽ khó uống hơn đúng không? Tuy nhiên các bạn yên tâm là cũng không yêu cầu là phải uống hàng ngày đâu. Vì đối với cả những cái nhóm thực phẩm loại quả mà chứa nhiều vitamin A như thế này thì cũng sẽ chỉ uống khoảng 2-3 lần một tuần, mỗi lần một cốc nước ép thôi là vừa, không cần phải uống quá nhiều đâu, nên cũng không cần phải lo cái chuyện mà khó uống đâu. Vậy là bác sĩ Ngọc vừa mới điểm mặt 4 loại nước uống từ tự nhiên mà giúp cho da chúng ta sáng khỏe hơn. Và bây giờ thì sẽ là một số những cái chú ý khi mà chúng ta uống những loại nước uống này hàng ngày nhé.
thì chú ý đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải lựa chọn những nguồn nguyên liệu thật là uy tín. Kể cả với nước lọc các bạn nhé, kể cả với nước lọc các bạn cũng phải lựa chọn những cái thương hiệu uy tín, những cái thương hiệu mà nó đã có tên tuổi từ lâu rồi, chứ không phải nước là cứ thế là uống bình thường đâu. Vì bây giờ cũng có rất là nhiều những cơ sở mà làm nước đóng chai, nước bình đóng chai mà lấy từ ao hồ, sau đó thì làm qua những cái bộ lọc rất là thô sơ ở nhà, sau đó thì bán đóng thùng đóng chai để bán. Thì các bạn không nên dùng những cái loại như vậy, mà chúng ta hãy dùng những của những cái hãng lớn như là Lavi này, Aquafina này, rất là nhiều những cái hãng lớn như vậy thì dùng nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Hoặc là đơn giản chúng ta có thể lấy nước ở vòi và đun lên uống thôi, như vậy thì rất là tiện lợi. Và đối với cả rau củ quả thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái thương hiệu lớn và uy tín, vì rau củ quả sạch thì có rất là nhiều những thương hiệu lớn rồi, như ở trong những siêu thị lớn thì đều có. Và bởi vì là có một số những loại quả như là cà chua, cà rốt thì chúng ta nên là giữ nguyên vỏ và chúng ta ép nước uống. Thế thì nếu như mà đối với cả những loại mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì khi uống vào thì rất là nguy hiểm, đúng không? Và một chú ý thứ ba nữa đó là chúng ta không nên lạm dụng bất kỳ một cái nhóm đồ uống nào, kể cả uống nước thì chúng ta không nên uống quá nhiều nước một ngày thì sẽ gây quá tải lên thận này. Và cái việc chúng ta uống quá nhiều nước một ngày thì quá cái lượng nước cơ bản cần thiết thì chúng ta cũng sẽ bị đi vệ sinh rất là nhiều và gây quá tải lên thận. Còn đối với cả những loại rau củ quả khác thì chúng ta cũng sẽ chia ra trong tuần để uống cho nó đa dạng lên, để mình không bị ngán. Ví dụ như là thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì chúng ta sẽ uống cái nhóm vitamin C chẳng hạn này. Thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì sẽ uống nhóm vitamin A chẳng hạn này. Ví dụ như thế thì nó sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn và thơm ngon hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ không bị uống lạm dụng quá liều. Ví dụ như là cái vitamin A mà chúng ta uống hàng ngày uống nhiều quá thì cũng sẽ không tốt đâu. Nhất là đối với cả những bạn mà đang trong cái liệu trình điều trị với cả isotretinoin thì cũng không nên bổ sung quá nhiều vitamin A bằng con đường tự nhiên, bằng con đường ăn uống nữa. Và các bạn cũng chú ý là đối với cả những cái nhóm rau củ quả mà chứa nhiều vitamin C thì chúng ta cũng hãy bổ sung vào cái sau bữa ăn khoảng 1 tiếng thì sẽ tốt hơn. Còn chúng ta uống lúc đói thì cũng rất là dễ bị kích thích dạ dày, và cũng không nên uống vào cái sát giờ đi ngủ, như thế cũng sẽ làm chúng ta có thể khó ngủ hơn nữa. Rồi, và video ngày hôm nay thì chỉ đến như thế thôi. Và bác sĩ Ngọc muốn nhấn mạnh với các bạn rằng cái loại nước uống mà bác sĩ Ngọc khuyên dùng đầu tiên để mà các bạn uống để cho da đẹp đầu tiên đó chính là nước lọc nhá. Sau đó thì chúng ta có thể bổ sung thêm cả trà xanh này, những nhóm vitamin C nhiều như là cam, chanh, bưởi, ổi này, và những nhóm có vitamin A nhiều như là cà rốt, cà chua, đu đủ, dưa hấu, vân vân. Tuy nhiên là chúng ta hãy chú ý là chọn nguồn nguyên liệu thực phẩm sạch này, và chúng ta hãy uống xen kẽ nhau trong tuần, không nên lạm dụng là uống quá nhiều loại trong một tuần. Và cái loại nào mà chứa vitamin C nhiều chúng ta hãy uống vào sau bữa ăn khoảng 1 tiếng, tránh những cái lúc mà gần sát vào giờ ngủ nữa nhé. Và video ngày hôm nay thì sẽ chỉ đến đây thôi. Và bác sĩ Ngọc hy vọng rằng các bạn hãy đi ngay ra chỗ tủ lạnh và mở cánh cửa tủ ra, sẽ thấy rất là nhiều những cái nguồn nguyên liệu từ tự nhiên rất là thơm ngon, rất là bổ dưỡng, mà chúng ta có thể xay lấy nước ép hoặc là ép lấy nước để uống luôn đấy. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó nhé, chia sẻ rộng rãi đến tất cả mọi người cùng được biết. Và ấn thêm đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, và ấn vào hình quả chuông nữa, để hàng ngày chúng ta sẽ có thể nhận được thật là nhiều video của bác sĩ Ngọc đúng giờ hơn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.